năm chiếc bánh và hai con cá. Chúa đã vì yêu nên làm phép lạ. Ngài nuôi ai đã đến từ nẻo xa. Tấn bước theo Ngài về nơi hoang dã. Tất cả được ngặt non nê thoát ra. Ôi lòng Chúa yêu thật bao la. Hãy chia đám đông thành từng nhóm nhỏ, bảo họ ngồi xuống để nghỉ ngơi, rồi phân phát bánh cá về mọi nơi, cho họ một bữa ăn tuyệt vời. Chỉ năm chiếc bánh và hai con cá. Chúa đã vì yêu nên làm phép lạ. Ngài nuôi ai đã đến từ nẻo xa. Tất bước theo Ngài về nơi hoang dã. Tất cả được ngắn non nê thoát ra. Ôi lòng Chúa yêu thật bao la. Đã ba bốn hôm họ nguyện theo Thầy, chẳng ngại trời nắng hoặc trời mưa. Hãy phân phát bánh cá về mọi nơi, để họ mạnh sức đi cùng ta. Năm chiếc bánh và hai con cá. Chúa đã vì yêu nên làm phép lạ. Ngài nuôi ai đã đến từ nẻo xa. Tất bước theo Ngài về nơi hoang dã. Tất cả được ngắn non nê thoát. Ôi lòng Chúa yêu thật bao la. Với bao tháng năm về bàn thánh này, đây là thịt máu của cha yêu, là muôn ân phúc Chúa đã rộng ban. Chúa là nguồn sống nuôi toàn dân. Chỉ năm chiếc bánh và hai con cá. Chúa đã vì yêu nên làm phép lạ. Ngài nuôi ai đã đến từ nẻo xa. Tất bước theo Ngài về nơi hoang dã. Tất cả được ngắn non nên thoát ra. Ôi lòng Chúa yêu thật bao la. Ôi lòng Chúa yêu thật bao la.